Từ sư vì sao những người bị ngược đãi bạo hành lại có khuynh hướng lặp lại điều đó với người khác. Ví dụ nàng dâu bị mẹ chồng hà hiếp, sau này trở thành mẹ chồng lại hà hiếp nàng dâu. Cậu con trai khi còn nhỏ bị bạo lực gia đình, sau này lập gia đình lại trở thành người bạo lực quý vị nhớ dùm nha trong lúc mà sư đang giảng thì không có nên nhắn tin cho sư nha tại vì nhắn tin thì có khi sư sư tưởng là nó bị rớt mạng quý vị nhắn số cuộc mở ra nó không phải rớt mạng mà quý vị nhắn một tin gì đó thì nó 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 mất cái cái dòng suy nghĩ của sư rồi quay trở lại vấn đề khi nhớ dùm nha khi mà mình gieo à, một cái duyên gì một cái nghiệp gì thì mình sẽ lãnh cái hậu quả tương ứng ví dụ như mình bị bạo hành gia đình không phải ngẫu nhiên có khả năng sư không dám nói là tất cả nha nhưng mà có một cái khả năng rất là lớn đó là ở cái đời quá khứ mình cũng là một người bạo lực gia đình chính bởi vì mình gieo cái nghiệp đó, đó. cho nên đời này ấy, mình phải chịu cái cảnh mình là cái nạn nhân của bạo lực gia đình và chính bởi vì quá khứ mình đã tạo cái nghiệp như vậy cho nên nó trở thành một cái thói quen nó dẫn đến cái chuyện là sau này khi mình có điều kiện mình lại thực hành thói quen cũ của những kiếp trước và mình lại trở thành người bạo lực gia đình nó khiến cho chúng ta trở thành một cái dòng lẫn quẩn đó là gì do mình bạo lực gia đình cho nên mình tạo cái nghiệp đời sau mình phải chịu trong cái cảnh bạo lực gia đình và do mình chịu cái cảnh bạo lực gia đình từ bé đó và do cái thói quen của kiếp trước cho nên khi mình lớn lên, mình lập gia đình, mình lại trở thành con người bạo lực gia đình và lại tạo tiếp tục cái nghiệp bạo lực gia đình cho đời sau kiếp khác. Ừ. À, tương tự như vậy đối với uh, những bà mẹ chồng. Ừ. À, đời xưa khi mình làm mẹ chồng ấy, mình uh, có cái nghiệp là mình hà khắc với con dâu, thì nó sẽ cho cái quả là sau này khi mình khi mình làm dâu á mình sẽ bị bà mẹ chồng bà hà khắc. Mà chính bởi vì như vậy thì mình sau này mình lớn lên mình trở mình đẻ con mình trở thành mẹ chồng thì mình lại có cái thói quen cũ của đời trước và mình lại um, chịu ảnh hưởng của cái của quá khứ cho nên là mình lại trở thành một bà mẹ chồng hà khắc với cả nàng dâu và mình lại tiếp tục tạo cái nghiệp đó lại nha đó là cái dòng lẫn quẩn của chúng sanh rồi nó lại thế một vấn đề nữa đó là do chúng sanh ấy có cái khuynh hướng hại cái tâm của mình ấy, cái tâm hại nhau thì nó nhiều hơn là cái tâm bất hại sư không có chửi không có chê gì, vậy chú quý vị trơn, sư chỉ đang trình bày một sự thật đó là cái tâm mình gọi là cái bốn cái tà tư duy ấy, thì cái hại tư duy ấy, nha nó chiếm phần lớn và nó lấn á cái tâm thiện của mình thành ra là mình có khuynh hướng mình làm hại người khác thì nó dễ hơn là mình giúp người khác nhưng mà sư tin quý vị những con người đang học đạo ở đây nè do mình cũng có duyên tiếp xúc với chánh pháp thành ra là mình thấy cái chuyện là hại người nó khó làm chứ còn những người bình thường thì cái chuyện hại người nó dễ làm hơn là cái chuyện giúp người ừ. rồi chúng sanh phần lớn là họ thiếu từ tâm họ thiếu từ tâm lắm ừ. Trong khi đó cái tâm ganh tị lại có rất là nhiều. Mà như vậy khi mình đã thiếu cái lòng trắc ẩn, thiếu cái lòng từ với chúng sanh khác mà mình lại có sự ganh tị nữa thì nó sẽ dẫn đến chuyện khi mà tôi khổ thì tôi muốn người khác cũng phải khổ Chứ không có chuyện mà tôi khổ mà đứa khác nó vui tôi không chịu Thành ra mình Đem cái khổ của mình ấy, mình truyền tải cho người khác. Biết bao nhiêu con người ở trên công ty bị sếp chửi, về nhà chửi vợ, chửi con? Có. Đấy. À, đó là do thiếu lòng từ, thiếu sự thông cảm và cái lòng ganh tị hơi nặng thành ra mình khổ thì mình không muốn người khác vui đấy thì sẽ... đó là lý do ấy. còn mình muốn chấm dứt nó thì nó đơn giản thôi cái dây chuyền à, mình chỉ cần mình cắt một đoạn là tự nhiên nó sẽ đứt toàn bộ bây giờ đó giả sử như bây giờ mình đang sống trong một cái gia đình mà bạo lực thì mình cố làm cái người không bạo lực và đừng trở thành con người bạo lực gia đình nữa. Thì như vậy đó mình sẽ không tiếp tục tạo cái nghiệp bạo lực gia đình ở đời sau kiếp khác và trong dòng luân hồi thì sẽ đến một lúc nào đó cái chuyện đó sẽ không còn tiếp diễn với mình nữa. Hoặc là mình đang chịu cái cảnh gọi là mẹ chồng nàng dâu thì nhớ nha nhớ rồi sau này đó làm bà mẹ chồng rồi đó thì thương con dâu nói vậy thôi chứ biết khó lắm khó lắm tại ừ, ai làm mẹ chồng rồi biết mà đó, thương thương con dâu nó khó chứ không phải dễ đâu ừ tại con dâu nó không phải con ruột đã vậy là nó còn chia cắt cái tình cảm của thằng con mình với mình nữa à, thành ra nó không có dễ đâu nhưng mà ráng đi nha ráng khi mình ráng được như vậy đó thì đời sau kiếp khác sẽ đến một kiếp nào đó mình không còn phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu nữa